Chúc anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nhé. Thì trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho anh em một cái món phụ kiện mà mình đã mua cho chiếc xe Winner của mình. Thì các bạn, như các bạn biết thì đây là vào hiện tại ở miền Nam của mình thì vào mùa mưa đó các bạn. Thì do đó là cái chiếc xe Winner của mình thì cái dè trắng bụt phía trước của nó thì nó dăng hơi nhiều, do đó mình mới mua một cái miếng trắng bùn và mình lắp thêm cho chiếc Winner của mình. Thì bây giờ mình sẽ khui hộp cho các bạn cùng xem nha. Thì cái mình quên nói, cái giá sản phẩm này là 64.000 nha các bạn. Thì nó gồm tiền ship luôn đó. Giá của nó thì chỉ có hình như ba mấy nghìn đó, mình không nhớ, nhưng mà tiền ship luôn ba mấy nghìn nữa, nó ra 64.000. Thì cái dè này là mình sử dụng cho dè trước nha các bạn. Cái nó dài gọi là dè trắng bùn cho dè trước của xe Winner. Đây đó, các bạn thấy không, gì không có bọng gì vậy trời. Nè. Ủa nhưng mà mình thấy trên mạng nó có bọt kèm hay bọt ốc mà, cái này trong đây không có ốc bọng hết đó các bạn. Có dè không à, người thiếu ốc rồi, người lấy gì dặn, đây có con ốc nào luôn. Vậy thì bây giờ mình phải đi mua thêm ốc nữa rồi mình mới có thể sử dụng được. Thôi bây giờ là mình sẽ đi gắn thử cho chiếc Winner của mình, là mình sẽ test thử luôn nha. Chiếc xe của mình thì nó đang khá là dơ rồi, mình sẽ quay cho các bạn xem cái tình trạng của xe mình trước hiện tại là chưa gắn cái trắng bùn á. Giờ mình gắn vào mình sẽ rửa xe xong mình chạy một ngày ngày đấy rồi mình sẽ quay lại cho các bạn xem được cái mức độ, cái sự khác biệt sau khi lắp cái dè trắng bùn và trước và sau khi gắn cái dè này nha. Thôi giờ xuống thôi. Đây nè các bạn xem, đây là cái chiếc xe của mình khi mà mình chưa gắn cái dè dài nè. Kiểu các bạn thấy thì mình sẽ thấy được cái dơ của nó sẽ dăng, thường nó dăng tới mức này luôn nè. Đó các bạn thấy không, đó các bạn thấy cái dè zin thế nè, dè zin này tới đây nè nha. Bây giờ mình sẽ ướm thử cái dè nói nó vô để cho các bạn xem thử cái chiều dài của nó như thế nào nha. Đây cái này thì mấy con ốc mình vừa mới mua, mình mua ốc 6 ly nha các bạn. Này các bạn thấy đây nó có cái ngấn không, thì cái ngấn này thì mình sẽ ướp sát vô cái ngấn cho nó đụng vô cái mí cuối cùng của cái dè của mình nè. Bây giờ mình sẽ đi rửa xe trước và mình sẽ khoan lỗ, chấm lỗ, mình sẽ khoan ba lỗ ở đây mình bắt này vào cho các bạn xem nha. Rồi thì bây giờ đây là tất cả những cái nguyên liệu mình có nè các bạn. Đây là con ốc bù lông với con tán mình mua là loại 6 ly. Mình đã thử đút vô đây rồi nè. Đó, thì nó vừa loại 6 ly. Và mình mới mua một cái mũ khoan luôn để mình có thể khoan bắt ba cái lỗ trên đây. Mình bắt cái này vào nha. Đó các bạn thấy rõ không? Mình sẽ ướm vào thử và mình sẽ đánh dấu bằng cái da mình khoét lỗ trước rồi sau đó mình rất là mình khoan. Lỗ mình vừa khoan xong rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ướm cái dè nói vô bắt thử luôn nha. Điên tháo ra bắt lòng đền vào trước đã. Ba con. Do con ốc nó hơi dài nên là cái con ở giữa này mình hơi khó đút. Rồi. Còn một con nữa. Con tán, lòng đền, con tán, hai con chìa khóa 10.
thành quả mình lắp rồi anh em. Đó, mình sẽ quay góc này các bạn thấy đây là cái dè zin, cái độ dài của nó là tới mắt này nè, bạn thấy không? Khi mình lắp vào nó dài thêm một khúc này nè. Đó, và cái chiều dài khi mà mình lọc xuống dưới thì nó sẽ ngang cái gần gần ngang cái mỏ cày luôn đó các bạn. Thì mình nghĩ là nó sẽ đỡ văng hơn khá là nhiều. Ví dụ nước lúc dưới nó sẽ văng tới tới mức này phải không? Nó sẽ văng lên đây, xé qua. Nhưng khi dưới này thì nước nó sẽ văng tới đây, nó xé qua đây nè. Nó sẽ hạn chế văng ướt chân mình khá là nhiều đó. Thì đợi mình chạy, đợi trời mưa mình sẽ chạy một vài vòng xem và xem một thời gian đến khi mình xem cái đến khi xe mình dơ rồi mình sẽ xem thử cái nó dơ từ mắt nào mình sẽ quay cho các bạn xem. Bây giờ cái còn một cái khâu thẩm mỹ nữa. Mình sẽ dùng máy cắt mình cắt sát cái này cho đẹp nha. Rồi, cái khâu thẩm mỹ cũng đã xong luôn rồi nè các bạn. Những cái mấy cái đầu dư ra thì mình dùng máy cắt mình cắt luôn rồi. Do tay nghề hay kém nên là mình cắt nó hơi phạm những cái con tán luôn nè. Nhưng mình nghĩ chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu. Đó, ba cái đầu cứng cáp thằng ngoài nha. Bây giờ mình sẽ lên xe và mình nhúng thử cho các bạn xem cái lúc mình nhúng phuộc trước đó, thử xem cái dè này có đụng hay không nha. Mình sẽ để góc máy quay chết ở đây và mình sẽ lên mình nhúng thử cho các bạn xem. Các bạn thấy không, hầu như là mình nhúng rất là mạnh nha, nhưng mà cái này nó không có đụng cho nên mình nghĩ là các bạn cứ yên tâm mà lắp nha. Còn cái độ mà có bị văng nhiều hay không thì để mình test một vài ngày nữa rồi mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Rồi đây nè anh em, chạy dài vòng dài mưa là sẽ dễ thấy nhất. Thì đường nó dơ với phần nữa là nó khi nó nước nó văng lên thì sẽ dễ thấy được cái vết dơ nó lắm nè. Bạn thấy không? Đó cái những cái vết dơ mình chủ yếu nè. Từ phần dưới này trở lên. Trước khi mà mình lắp cái này thì nó sẽ văng từ cái mắt này trở lên nè. Thấy không? Bây giờ nó lăn chủ yếu từ mắt này nè. Hơi hơi lên đây thôi. Trên đây thì vẫn văng nhưng mà nó sẽ hạn chế hơn ít rất là nhiều. Đây. Đó. Đó. Các bạn thấy không? Ít hơn gõ gọn luôn các bạn thấy không? Cái này là khi nãy mình chạy qua vũng nước mình cố ý mình chạy nó hơi nhanh đó để mình xem thử cái độ che nó như thế nào thì nó văng lên tới đây nè. Nhưng mà nếu mình đi sang những cái đường nước nhỏ nhỏ mình cứ mình chạy chậm thôi thì đương nhiên chạy nhanh thì nó sẽ văng rồi. Đó, nhưng mà nói chung nó vẫn rất tiện. Thì khi mình đậu thường đậu xe thì mình sẽ dựng cái chỗ đứng lên đó các bạn. Thì nếu như bạn mà đậu xe ban đêm, các bạn đậu ở nhà mà có sân cộng cảnh các bạn tốt nhất nên đậu chỗ giữa lên nha. Tại vì nếu cái chỗ giữa của mình á, mình đừng dựng lên suốt như này là thì cái lực nó chịu về phía trước nó sẽ giảm bớt đi và các cuộc của mình nó sẽ không bị yếu. Nếu như các bạn có thường xuyên mà mình đậu xe mình trên chỗ nghiêng á thì cái phuộc phía trước nó sẽ bên trái nó sẽ chịu lực nhiều hơn bên phải. Do đó sẽ gây có nhiều cái hiện tượng thì cái phuộc bên trái nó sẽ mau yếu hơn phuộc bên phải. Do đó thì mình đậu nhà tốt nhất mình cứ đậu dựng chỗ đứng như vậy đó.
Rồi, vậy thì video của mình xin kết thúc ở đây. Các bạn đã dành thời gian quý báu mình ra để xem video này nhé. Vậy thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.